Sáng nay, Thanh tra thành phố Cần Thơ tổ chức hội nghị tập huấn công tác phòng chống tham nhũng năm 2024. Tại đây, các đại biểu là cán bộ lãnh đạo làm công tác phòng chống tham nhũng ở các cơ quan đơn vị các cấp trên địa bàn thành phố, được cung cấp những nội dung cơ bản của luật phòng chống tham nhũng năm 2018. Nghị định số 134 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 59 của chính phủ, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tham nhũng. Nghị định số 130 của Chính phủ về kiểm soát tài sản thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan tổ chức đơn vị. Kết luận số 35 của Bộ Chính trị về danh mục chức danh chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Quy định 131 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra kiểm toán cùng nhiều văn bản quy định của Trung ương, thành quỹ, Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực kê khai công khai tài sản thu nhập năm 2023.